Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, rồi. Giới thiệu về mình đi. Dạ, dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn nam ở bên kia và chào khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thanh Hằng, năm nay em 27 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Quê mình ở đâu Hằng? Dạ, quê em ở Sài Gòn chị. À, rồi mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm kế toán ở một kho gạch ở huyện Bình Chánh. Rồi, cảm ơn em, mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn gái và khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hải Linh. Năm nay em 29 tuổi, em ở Đắk Lắk. Hiện tại công việc của em là kinh doanh tự do. Linh Lan làm việc ở đâu? Em đang hiện tại đang làm ở thành phố Buôn Mê Thuột ạ. À, tức ở Đắk Lắk làm ở Buôn Mê Thuột đúng không? Dạ. Linh 29 tuổi, Hằng 27 tuổi. Bạn có thể nói chút xíu về ưu điểm của mình đi Linh. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết yêu mọi người, biết nấu ăn, không hút thuốc. Còn nhược điểm của em là móc quê hay nóng tính. Tướng gì mà nóng tính ta? Dạ, nóng tính trong công việc, còn trong tình yêu thì không có nóng nha. Dạ. Tình yêu phải nhẹ nhàng nha. Dạ. Rồi mời bạn gái. Hằng thì sao? Điểm mạnh điểm yếu? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Em sống thiên về gia đình, em thích chăm sóc gia đình, dễ tha thứ. Nhược điểm của em thì là em hay trục tính, hay nói thẳng, có nhiều khi sẽ làm mít lòng người khác, nhưng mà em cũng đang tập cái tính này lại, kiềm chế lại. Có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em là em thích ăn ngon. Ăn ngon, tật xấu gì? Ai cũng thích ăn ngon, chị cũng thích ăn ngon. Ăn ngon tốn tiền lắm chị. Với lại em ở nhà thì em bận đồ rất là thoải mái. Thoải mái là bận sao? Tại vì khi mà em ở nhà em hơi nuy chút xíu. Hơi nuy là không bận luôn? Dạ không chị, chỉ 70% thôi. À, là mình bận underwear thôi. Dạ đúng rồi. Bạn trai sao? Bạn trai hồi xưa có ở trường có mưa không? Dạ, có chị Cát Tường ơi. Có luôn hả? Dạ hồi bé. Lớn lên còn không? Dạ, lớn lên có khi ở nhà thôi. Có luôn hả? Tối ngủ có bận đồ không? Dạ bạn underwear. Cũng vậy luôn. Thôi mình nói chuyện tình trường đi nha. Dạ. Nói hồi để tùm lum tùm la bây giờ. Bạn trai trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em đã trải qua 2 mối tình anh Quỳnh Linh. Mối tình dài nhất là bao lâu? Mối tình dài nhất là thời sinh viên là 4 năm. 4 năm? 4 năm. Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ lý do chia tay là sau khi ra trường thì em ở nhà. Em đi dạy, vì hồi trước khi em làm kinh doanh là em có đi dạy 2 năm. Còn bạn đi dạy ở dưới Bình Dương á. Khoảng cách xa nhau với công việc ở nhà nó nhiều quá. Ít nhắn tin gọi điện cho nhau. Thế là dần dần là tình cảm là không nó... quan tâm đến nhau. Dạ, nhưng rồi. Chuyện không quan tâm nhau là do bạn hay là bạn nữ? Cả hai bên luôn. Tự nhiên nó tự chia tay không biết lý do. Trong tình yêu mà không quan tâm nhau là phải chia tay rồi. Dạ. Rút kinh nghiệm nha. Dạ, dạ. Yêu là phải quan tâm với nhau. Dạ. Rồi còn bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình à. Mối tình thứ nhất của em á, là lúc đó khoảng 20 tuổi á, thì em tính em tự lập. Cho nên là lúc đó thì em nghiêng về công việc đó chị. Em lo làm việc thì có ít có thời gian quan tâm cũng tới bạn đó. Không quan tâm nên chia tay. Dạ. Còn sau này? Sau này thì có cái bạn này thì em lại rất là quan tâm luôn chị. Nhưng mà phát hiện ra bạn này có một cái tính là lăng nhăng. Thì em quyết định là chia tay. Đã chia tay. Tới nay là bao lâu rồi em? Dạ được 1 năm rồi chị. Rồi giờ quên hẳn hết chưa? Dạ quên hết rồi. Quên hết rồi. Tại ha. Vì người ta không tốt cho nên mình cũng không nhớ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Chỉ cần bạn đó dễ nhìn, có chí cầu tiến, biết hiền lành, biết yêu thương mọi người. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai nhậu nhẹt quá đà, gia trưởng quá. Có gia trưởng không em? Dạ không chị. Nói chung là nãy bạn gái đưa ra tiêu chuẩn đó, em nhắm em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ 80%. 80% quá dữ rồi. Vậy em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một bạn gái nhìn dễ thương, 3m bẻ đôi là được chị. 3m bẻ đôi là khoảng 1,5m đúng không? Dạ, rồi ngang ngựa chị Cát Tường là được. Vậy? Rồi, còn được. Gì nữa? Dạ nói chung là người mình thương thì nhìn lúc nào cũng đẹp anh, nên cái tiêu chuẩn đó ít đặt ra lắm. Rồi bây giờ thấy thương là thương đúng không? Dạ. Cho bây giờ em coi hình bạn gái luôn để coi bạn em thấy hình là bạn đúng gái mẫu của em chưa? Có được không nè? Thử coi bạn thấy kết không? Đó. Được không? Ồ, cái này hình nhỏ hồi nào được vậy em? Anh. Hả? Dạ hồi thôi nôi chị. Thôi nôi đẹp quá ha. Em cái tay em bóc cái gì vậy? Hả? Dạ em bóc cây viết. Bỏi rồi anh. Bóc cái gì? Bóc cây viết chị. Bóc cây viết hả? Dạ, cây viết với tiền. Ngầu quá ha, đều kiến đen đồ nữa.
Rồi, để anh coi cái hình ảnh hiện tại nó như thế nào. Chào anh Nguyễn Linh. Ồ, chào em. Dạ, ở hồi nhỏ với lớn lên nó không giống nhau cho lắm đâu anh. Khác xa hoàn toàn. Giờ cổ mã ta dậy thì thành công rồi. Ha, rất là xinh đẹp. Cao dạ, ráo. Em cảm ơn anh. Em có thể làm dâu được không? Dạ, được ạ. Làm dâu được. Dạ. Được rồi, những người mà nghĩ mình làm dâu được là cũng tốt. Nhưng nếu như bên đây đồng ý thì chừng nào em cho bước tới? Dạ, em thì em chỉ cần là bạn đó có chí cầu tiến, biết làm ăn, yêu thương em và em cảm thấy hai đứa hợp nhau thì cái chuyện mà kết hôn thì sớm thì cũng được, chỉ cần hợp nhau là được. Hợp nhau là được đúng không? Dạ. Không cần là nhanh hay chậm. Dạ đúng rồi. Cảm ơn đàn gái, đàn trai chịu đàn gái rồi đó. Bây giờ em hình dung thử coi, em tưởng tượng bạn trai bên kia như thế nào. Anh ơi, anh cho có thể cho em hỏi anh cao bao nhiêu không ạ? Anh cao 1m7 em. Được, chuẩn. Dạ được. Vậy em cao nhiêu vậy em? Dạ em 1m64 ạ. Ờ, cũng cao quá ha. Em hình dung ảnh như thế nào? Dạ chắc là một chàng trai vừa mặt, chắc có một làn da hơi ngâm, chín chắn. Đoán cũng gần đúng. Thì rồi em đeo kính đen giờ anh bỏ 80% phải không? Tự tin quá ha, đáp ứng 80% bạn gái luôn hả? Hồi nãy em nói công việc của em kinh doanh tự do là cụ thể là em làm cái gì? Dạ, hiện tại em sản xuất cây giống để cung cấp cho các đại lý. À, em tự làm cho em luôn hay làm cho người ta? Em làm cho em, đặc biệt là cây sầu riêng Musangking, vua sầu riêng thế giới hiện nay. Ồ, bên nhà mình có nuôi, có trồng hả? Hay là mình dạ, sản xuất em luôn? Em qua Malai lấy chồi về ghép, làm tại nhà. Có cái điều gì em không thích ở người con gái? Ở người con gái mà em không thích đó là không trung thủy, bừa bộn, vậy thôi. Vậy thôi. Yeah. Rồi bây giờ một cái khó khăn giữa hai bạn, một người ở Đắk Lắk hả, Buôn Ma Thuột, một người ở thành phố Hồ Chí Minh, thì em định là mình sẽ hẹn hò như thế nào? Nói chung nếu mình thương nhau á thì cái khoảng cách nó không quan trọng lắm chị. Nếu mà có duyên quen nhau á thì đầu năm quen cuối năm cưới là được. Đầu năm quen cuối năm cưới. Quan điểm của em như thế nào về sống thử? Quan điểm của em là em không đồng ý cái quan điểm đó. Vì nói chung em vẫn cũng hướng về hiện đại, nhưng mà hiện đại với cái khác thôi, chứ còn về cái tình cảm mà như vậy là không được. Nếu như bạn nữ muốn sống thử với em để coi em như thế nào, bởi vì bây giờ phụ nữ cũng hay bị nhầm lắm. Lấy chồng về cũng không phải là chồng. Trong vấn đề đó sao mà thử được anh? Cái gì chứ, bây giờ mình tìm hiểu nhau rồi, mình hợp nhau thì mình mới cưới. Rủi cưới về rồi không có làm gì được hết trơn, dành nhau cái áo đầm rồi làm sao? Không, em nhường cho bạn. Mà bạn em nghĩ bạn nữ ấy cũng không thích quan điểm đâu. Nói chung là để bạn có thể là mạnh mẽ. Để tôi hỏi đừng có đoán người ta. Dạ. Em quan điểm về sống thử như thế nào cơ? Dạ, em cũng có đồng quan điểm với bạn nam bên kia. Vậy hả? Dạ, em chỉ thoáng về cái cách thoải mái, cái cư xử. Chứ sống vấn đề mà sống thử thì em cũng không có ủng hộ lắm. Rồi, ok. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với dì của em. Rồi, cho gặp dì ạ. Dạ, chào dì. Chào MC Quyền Linh, dạ. Chào MC Cát Tường, dạ. Chào khán giả trường quay, chào cháu. Dạ, cháu chào gì ạ? Hằng thì ở nhà nó rất là giỏi, siêng năng, bản tính nó sống rất là tự lập. Thế cháu để tương lai được không? Nhìn tướng bên ngoài thì cháu có vẻ là giỏi giang, đảm đang. Không gặp hơn cô ạ. Tính tình hiền không cô? Tính tình thì cũng hiền. Dì ủng hộ không dì? Ủng hộ cho hai cháu để bấm nút rồi tìm hiểu đến hôn nhân. Rồi. Cảm ơn dì. Dạ, cảm ơn dì. Bạn trai đi với ai? Không. Hôm nay em đi với em trai của em. Rồi, chào em. Chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào toàn thể quý vị khán giả và chào chị. Chào bạn. Em cảm thấy thì hai anh chị rất là hợp nhau. Anh chị thì dịu dàng, dễ thương, còn anh Linh thì hài hước và có trách nhiệm. Em cũng muốn sau chương trình thì mong muốn hai anh chị nên duyên. Rồi, cảm ơn em. Em trai dễ thương quá ha. Như vậy là hai bên cũng ủng hộ hết rồi đó. Do hai em thôi. Mở rào. Chào em. Mình có một món quà em muốn tặng bạn. Anh cũng có món quà tặng em, tại anh cũng định làm một cái cây dừa đẹp tặng em nhưng không kịp nên dạ. Cuối cùng em đã tặng anh cây phải không? Dạ. Trùng hợp. Dạ, em tặng anh sen rồng và xương đá, em rất là thích hai loại hoa này. Và ý nghĩa của nó, em cũng rất là thích cái cách sống của sen đá và xương rồng á. Anh cũng thích xương rồng. Dạ. Rồi hai bạn ngồi đi. Em cảm nhận về nhau như thế nào ở lần đầu tiên gặp mặt? Dạ.
Em thấy anh cũng là một người khá là hiền lành. Tính tình thì cũng khá là giống em. Anh thấy em thì cũng dễ thương. Hồi xưa giờ anh không tin vào duyên số. Nhưng nếu mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ tạo cho chúng mình nên duyên. Dạ. Hai bạn có món quà gì tặng dành cho nhau không? Món quà tinh thần. Dạ, em xin hát một khúc tặng anh. Thì là con tim đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Chẳng cần anh như chàng trai trong những giấc mơ. Chỉ cần mỗi khi bên cạnh trái tim không lành. Cả đời xưa xanh trong mắt anh. Gần anh em thấy mình yêu mềm, yêu mềm, yêu mềm. Bàn tay anh luôn che che em hơi sói ca. Em rung quá. Bài hát sói ca không? Bạn trai tặng món quà gì cho bạn gái? Hát một đoạn một câu. Rồi. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Ở nơi ấy họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Hay quá. Rồi, bây giờ hai bạn đứng lên đi. Rồi, dạ. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Hãy nói một câu gì đó thật là chân thành nhất. Mời hai bạn. À, nói chung là lên chương trình này thì chắc mình cũng có duyên gặp nhau rồi đó. Anh nhìn em cũng thấy thích rồi. Nói chung là nếu em cho anh cơ hội thì chúng mình bấm nút hẹn hò. Rồi. Rồi. Mời các bạn về vị trí. Chúng ta đã nhìn nhau, trao đổi những câu chuyện, chúng ta đã hiểu một phần về nhau rồi. Đây, đặt mắt đôi mắt bấm. Rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim mình một lần cuối. Tim mình có rung động hay không? Rung động, hẳn bấm nha. Bấm là trao duyên, bấm là hẹn hò. Rồi, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, nói gì một câu đi. Xin phép gì đi. Hôm nay tới chương trình vui, con cũng cảm ơn gì. Cho con xin phép được hôn em một cái. Đó, gì gật đầu rồi đó. Mà em đồng ý không? Em thấy mình ôm nhau một cái thôi được không anh? À, vậy được. Em okay. Rồi, đây là chiếc phép. Em sinh năm 87, em Bùi Văn Quang sinh năm 87, quê ở Phú Thọ. Bùi Văn Quang sinh năm 87, quê ở Phú Thọ. Đã trải qua 2 mối tình nhưng mà mỗi một mối tình là hơn 1 năm. Em đang làm bảo vệ ngân hàng ở quận Nhất. Ngân hàng xây dựng. Ngân hàng xây dựng CB đấy. Gọi tắt là CB. Em thì làm 2K, em làm 2K ở ăn ở tại chỗ ngân hàng luôn. Em thì nói chung là em chỉ có thích ca hát thôi. Còn gần như là nhược điểm thì nói chung là kiểu hay đôi khi nghĩ đến chuyện tình cảm hơi yếu đuối một chút thế thôi. Chuyện tình cảm thế là chuyện tình cảm yêu đương hoặc tình cảm gia đình, nặng nhất là tình cảm gia đình, cứ nghĩ đến tình cảm nói chung là yếu hay yếu đuối. Có thể là chảy được nước mắt lục luôn á. Yếu đuối có thể là chảy nước mắt được ngay, có thể đang nói chuyện như thế này nhá. Có thể là em với chị đang nói chuyện như thế này nhưng mà có thể là nghĩ đến ví dụ như là bố mẹ gia đình các thứ là tự dưng có khi là cảm động là có thể khóc luôn được, chảy nước mắt. Đấy là em có cái nhược điểm là yếu đuối như thế. Nhưng mà thực sự nhìn bề ngoài thì là rất là mạnh mẽ, rất là men. Và đó là một cái lý do mà em chọn
chọn yêu đời, lạc quan, sống yêu ca hát để mà mình quên đi hết những cái gì ưu phiền trong cuộc sống đó chị. Dạ. Hát được không ạ? Thì nói chung là em hay hát karaoke các thứ. Em có một cái đoạn khúc hát bên sông chờ ở trong Zalo của chị nghe thử đi. Với em đứng ngoài đường hát thì thấy người ta nhìn thấy, người ta bảo bị làm sao. Hát thử một hai câu á. Em thấy nó ngại ngại. Tại vì cái không gian cái không gian đang đứng trước cửa ngân hàng có rất nhiều người ra vô đây này. Có rất nhiều người ra vô này, em thấy ngại ngại. Đó là sân khấu thì nó lại là khác, sân khấu thì em mẹ lên đồi thì nó lại khác, chứ còn em đang làm kiểu nhiệm vụ bảo vệ này, bây giờ nhiều người ra vô đứng cầm điện thoại mà hát này, người ta không hiểu là mình như thế nào luôn. Rồi vậy thì nói vào cái hình mẫu luôn đi anh ơi. Dạ. Hình mẫu bạn gái mình mong muốn như thế nào? Em thì đơn giản lắm, một người tại vì bản thân em sống nặng tình cảm thì là bắt buộc là người đó phải cũng phải có tình cảm, và đặc biệt không được có cái tính lẳng lơ, tức là phải trung thủy đấy ạ. Rồi về tuổi tác, vùng miền, công việc này kia các thứ thì như thế nào? Công việc thì em cũng không đòi hỏi gì quá lớn, nên chung là chỉ là làm bảo vệ nên là em không dám đòi hỏi gì, tốt nhất là gái hơn hai, trai hơn một là cũng được chị ạ. Ừ. Mà gái hơn hai. Quan trọng vẫn là một người phải sống phải có tình cảm với gia đình, với nói chung có hiếu với bố mẹ nữa này. Tại vì một người có hiếu với bố mẹ thì chắc chắn là họ sẽ tốt với bản thân mình. Rồi cô gái này là đang ở đâu thì được? Thì em cũng không quan trọng đâu chị ơi. Ở đâu có thể được. Yêu xa được đúng không? Được hết ạ. Bản thân em trước kia thì em cứ nghĩ vào lấy gái cùng làng, nhưng mà bây giờ em nghĩ khác. Là em hiện tại mình đang làm bảo vệ, là mình làm bảo vệ ở đâu? Em ở quận Nhất chị ơi. À, làm bảo vệ ở quận Nhất hả? Dạ. Bảo vệ cho công ty nào á? Em bảo dịch vụ bảo vệ An Quốc. Ừ. Nhưng mà lại bảo vệ cho ngân hàng, hiện tại là đang bảo vệ ngân hàng. À rồi, ngân hàng. Quê của mình là quê ở đâu? Em Phú Thọ. Ừ, quê Phú Thọ. Rồi ok, nếu như mà có cô gái phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết để mình sắp xếp tham gia ha. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi ok, chào anh nha. Dạ em cảm ơn chương trình, chúc anh chị nhiều sức khỏe nhé, và nhiều chương trình vui có ích cho mọi người chị ạ. Ừ, rồi ok, mình xong rồi ha. Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm ha. Dạ thì em thoát ra nhé. Dạ của mình nha. Em tên Đặng Hoàng Sang chị, em ở Long An. Đặng Hoàng Sang hả? Sang sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh 89. Rồi quê Long An, mình đang làm công việc gì? Em làm bên tóc á chị. À, làm mình có tiệm hay mình làm cho người ta? Hiện giờ thì em đang làm ăn chia, em cũng dự định mở tiệm nhưng mà em chưa được tuổi á chị, nên em chưa. Rồi, Sang nói về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Sang. Dạ nói chung là điểm em thì ít nói, nói chung là ít nói và có cái ngay là khi mình nói mình hay nói nhiều một xíu. Ừ. Rồi còn gì nữa không? Mình có tài lẻ năng khiếu gì không? Dạ không vậy. Rồi ok, trước giờ tình trường của mình trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là tình trường thì em cũng trải qua cũng nhiều, nhưng mà thật sự để tìm một người đi với mình thì em cảm thấy là chưa phù hợp với em, khó. Rồi mối nào lâu dài nhất? Dạ có quen một người
Nói chung là lúc trước á thì em cũng có gia đình, nhưng mà có gia đình nhưng mà cưới về khoảng 2 tháng là em đã chia tay rồi. À, là đã có gia đình rồi. Vậy đúng không? Ờ, là kể chị nghe cái mối đó làm sao, quen bao lâu mà sao cưới về chia tay? Lúc đó thì em quen người đó là cũng 3 năm. Cũng với lại lúc đó bạn em cũng học bên Đại học Công nghệ Thông tin đó, quen nhau cũng 3 năm xong cái bắt đầu cưới nhau về khoảng được 2 tháng, 2 tháng cái hai đứa cự cãi xong rồi chia tay luôn. Là mình có con gì chưa? Chưa chị, mới có 2 tháng rồi chị. À, rồi từ đó giờ mình cũng không quen biết ai hay như thế nào? Cũng có, em cũng có tìm hiểu một người cũng 5 năm nhưng mà không đến được với nhau á, tại vì tụi em yêu xa á chị. Nó cũng gặp nhau thì cũng một tháng gặp là cũng ít lắm. Cái khoảng quen khoảng 5 năm rồi em chia tay. Rồi ok, bây giờ mình mong muốn tìm kiếm bạn gái làm sao nè? Nói chung là em mong muốn tìm kiếm bạn gái, nói chung là dễ nhìn, hiền. Nói chung là nếu mà dân miền Tây á, thì như là em ở Long An á, nếu mà dân miền Tây thì cũng ok, hoặc Sài Gòn cũng được. Công việc thì nói chung là ổn định, nói chung là ổn định ngang tầm với em là được. Nếu mà hơn em á, thì em cũng cảm thấy ngại á chị. Rồi ok, nếu mà bạn gái làm công việc gì này kia các thứ thì mình yêu cầu gì? Vậy nói chung là công việc gì cũng được, chỉ cần em cần một người thứ nhất là hiểu chuyện và hiền một xí là được, dễ nhìn là được. Ok, hiền, dễ nhìn. Người ta là giờ giấc tuổi tác rồi, cùng hoàn cảnh với mình, đã ly hôn nè, rồi có con này kia các thứ thì được không? Ly hôn có con hả chị? Ừ. Thì em nghĩ chắc cũng được. Thì chắc cũng được á. Ừ, đã ly hôn thì cũng ok ha. Nếu mà có bạn gái nào ở trên đây thì cũng đỡ. Tại vì em là dự định là em không có về quê. Em dự định là em cũng làm trên Sài Gòn hoặc là em kinh doanh trên đây luôn. À, là hiện tại mình đang làm tiệm tóc ở quận mấy? Em ở quận 9 đó chị. À, làm tóc quận 9. Rồi ok, thì nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho mình biết ha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn.